ai cũng tập luyện kickback nhưng mà không phải ai cũng biết được cái bí mật này. Đó là đây là một trong những bài tập tuyệt vời để giúp cho chị em xây dựng vòng ba một cách thẩm mỹ và giữ dáng tốt. Và một trong những cái ưu điểm của bài tập này là chị em có thể hoàn toàn tập tại nhà, tập tại phòng gym mà không có cần quá nhiều dụng cụ fancy. Rất đơn giản thôi, chỉ cần một cục tạ đơn hoặc là một dây band, hoặc thậm chí không cần phải sử dụng gì hết. Tuy nhiên một điều ở đây là đa số chị em thực hiện bài tập này đều bị sai, đều bị võng lưng, đều bị đau lưng, đều cảm thấy mất kiểm soát và khó tập luyện được thăng bằng trong bài tập này. Thì sau đây là hướng dẫn chi tiết nhất mà có thể giúp cho chị em có thể nâng cấp được bài tập này ở trong những buổi tập tiếp theo. Và sau khi coi video này, hãy cam kết thực hiện bài tập này trong vòng 30 ngày. Chắc chắn chị em sẽ cảm thấy cái sự thay đổi cực kỳ tuyệt vời ở vòng 3. Đầu tiên, khi mà ta đang chống ở trong tư thế hít đất, khi mà ta thực hiện đá về sau, trước khi mà ta thực hiện đá về sau, ta hãy đảm bảo kho của ta được gồng một cách chặt nhất. Một số chị em không có cái sự kiểm soát của phần kho, phần trọng tâm nên hay bị võng lưng khi thực hiện bài tập này. Đó là lý do chị em bị đau lưng. Làm thế nào để gồng kho tốt hơn thì hãy xem lại những video trước mình đã hướng dẫn về cách gồng kho hiệu quả, nhanh và gọn nhất. Thứ hai là khi mà ta đá về đằng sau thì ta hãy đá ở một cái biên độ mà ta cảm thấy được phần mông tác động nhiều nhất. Một số những chị em đã cảm nhận được phần mông rồi còn cố gắng đá thật qua biên độ đó và như vậy chị em bị võng lưng, hoặc là chị em đá chưa tới nên chưa cảm nhận được phần mông. Thì cái góc độ lý tưởng, thì cái biên độ hợp lý khi thực hiện bài tập này là ta hãy đá ở một cái điểm nào mà ta cảm thấy phần mông của ta được tác động nhiều nhất. Hãy cảm nhận nhé. Số 3 là cái góc độ hiệu quả để tác động vô phần mông và ít vô phần gối nhất là ở góc độ 90 độ. Và hãy co nhẹ cái phần bắp chuối của bạn ở góc 90 độ như thế này. Hãy nghĩ rằng bạn đang cố gắng đẩy cái gót chân lên chân trần nhà ở một cái gối 90 độ. Và đó là một cái biên độ cực kỳ tuyệt vời và tác động phần mông hiệu quả nhất. Và đó là ba cái lưu ý mà ta cần phải thêm vô khi thực hiện bài tập này ở trong những cái season buổi tập tiếp theo. Để hiệu quả hơn ở trong bài tập này thì ta nên thực hiện khoảng từ 4 đến 5 set, khoảng từ một số rep cao như là từ 20 đến 25 lần mỗi chân. Tới khi nào mà bạn cảm thấy cái vòng 3 của bạn kiệt sức, bạn không thể thực hiện được nữa thì đây là lúc bạn thực hiện bài tập này cực kỳ hiệu quả. Vậy nếu tập luyện bài tập này về lâu về dài thì ta cần phải tăng tiến như thế nào? Rất đơn giản. Một là ta hãy sử dụng cái độ căng của dây band. Dây band thường nó sẽ có rất là nhiều loại, hoặc nếu không ta có thể kẹp cái cục tạ đơn ở ngay phần giữa gối và đùi như thế này. Khi mà bạn thực hiện quen với cái mức tạ này rồi thì bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng cái khối lượng nặng hơn, thay đổi qua từng tuần. Như vậy thì ta mới có tiến bộ ở trong bài tập này. Và điều cuối cùng là một trong những điều mà quan trọng nhất mình chưa đề cập ở những phần trước, đó chính là khi mà ta cảm thấy gồng kho mà vẫn chưa giữ được cái sự thăng bằng, cần một cái sự hỗ trợ khác để giúp cho phần trọng tâm trở nên ổn định hơn, thì ta hãy đắp người của mình lên trên một cái ghế. Hãy để cho một cái ghế hoặc là một trái bóng bất kỳ ở ngay cái phần khoang bụng của bạn. Như vậy thì bạn sẽ không thể nào võng lưng được. Và đây là một cái chip cực kỳ hiệu quả. Có thể để bóng, có thể để ghế, hoặc là có thể bất kỳ một cái vật nào ở ngang chiều cao bụng của bạn thì thực hiện bài tập này sẽ hiệu quả hơn. Và đó là cái hướng dẫn chi tiết nhất để giúp cho ta tăng tốc xây dựng vòng 3 thẩm mỹ hơn ở trong bài tập này. Hãy nhớ rằng đây là một trong những bài tập cực kỳ phổ biến. Nếu mà không tập nổi bài tập này thì sẽ rất khó tập luyện những biến thể khác. Vậy hãy đảm bảo rằng các chị em đã lưu video này lại và xem nó ở trong những cái season tập luyện tiếp theo nhé. Và cuối cùng đừng quên follow và hãy đón xem video tiếp theo để giúp cho cái việc tập luyện của chị em trở nên hiệu quả.